cầm lá thiệp này lòng hướng Bồ Nam. Dù xa muôn trùng nhưng tình anh vẫn ngàn năm không mờ. Đây là một trong những bài hát được người dân hai bên bờ sông Bến Hải yêu thích nhất trong những năm tháng đất nước bị chia cắt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nó được phát đi trên một hệ thống phát thanh đặc biệt nhất ở Việt Nam thời bấy giờ. Năm 54 thì là tháng 7 năm 54 thì hòa bình lập lại. Thì sau đó thì đến năm 1955 thì Đảng và Chính phủ thì có chủ trương là xây dựng hệ thống đài truyền thanh của các tỉnh. Thì trong đó thì là sớm nhất là Hà Nội và đặc khu Vĩnh Linh. Và lúc đó là dồn hết sức lực vật chất và tinh thần cho Vĩnh Linh. Thì năm 1955 thì đài truyền thanh Vĩnh Linh được thành lập. Và từ đó thì Vĩnh Linh có được cái tiếng nói của địa phương và truyền âm cái tiếng nói của đài tiếng nói Việt Nam. Cho nên đài nhân dân Vĩnh Linh là được nghe đài tiếng nói Việt Nam một cách nó công khai, nó rộng rãi, nó lớn là bắt đầu từ năm 1955. Thế đến năm 1963 thì cái cuộc chiến về tuyên truyền, về thông tin, về phục vụ cho chính trị, cả hai bên đều rất quyết liệt. Và phía bên phía Nam thì chính quyền Sài Gòn xây dựng một cái cụm loa khá lớn, hơn 30 chiếc, nó kết thành hình tam giác, chĩa sang miền Bắc. Và miền Bắc thì lúc này chủ trương là thành lập một cái ban, gọi là ban kiến thiết và xây dựng hệ thống loa giới tuyến Vĩnh Linh. Năm 1963, cuối năm 63. Và thi công từ đấy cho đến năm 1964 thì hoàn thành với hơn một chục cụm loa từ cửa Tùng cho đến Vĩnh Sơn dọc theo dòng sông Bến Hải. Và nơi dày nhất là cứ 10 cây số thì có 4 cái cụm loa, mà loa đấy là 40 chiếc một cụm kết thành hình chữ nhật. Và khi cuộc chiến đấy diễn ra, là cuộc đấu loa diễn ra quyết liệt, thì cứ phía bên mình tăng thêm một cái loa, hoặc phía bên kia tăng một cái loa thì bên này cũng lại tăng thêm một cái loa. Bên kia tăng thêm giờ phát sóng thì bên này cũng tăng thêm giờ phát sóng. Có như là hai bên là một cuộc đấu loa rất là quyết liệt. Và quyết liệt nhất là đến mùng 8 tháng 2 năm 1965. Bắt đầu máy bay Mỹ, không quân Mỹ oanh tạc Vĩnh Linh đầu tiên. Toàn bộ cái đường dây 64 kW đưa ra vùng Hiền Lương là bị cắt đứt, cho nên tiếng loa không nói được. Chính cái thời điểm mà tiếng loa không nói được đấy, của hệ thống loa Vĩnh Linh không nói được ấy, thì bên kia bờ Nam bắt đầu một cuộc xuyên tạc mới. Và họ phát đi một cái chương trình ngay sau đó rằng là ông Hồ Sĩ Thản là bí thư của đặc khu Vĩnh Linh đã chết. Và nó nói một câu rất là nặng nề là hai đứa đọc ở trên đài truyền thanh Vĩnh Linh đã chết. Nó vỗ tay reo mừng. Đấy là ông Tích và bà Nhạn. Và nó bảo rằng các cơ sở ở Vĩnh Linh đã bị xóa. Trong lúc đấy thì ông bác Hồ Sĩ Thản lúc đấy là bí thư đặc khu ủy Vĩnh Linh quyết định việc đầu tiên là phải khôi phục ngay cái đài truyền thanh và hệ thống loa ở giới tuyến. Và ngay trong ngày đêm hôm đấy là các anh các chị ở đài truyền thanh Vĩnh Linh đã gấp rút hoàn thành và làm một cái đội quân 5 người là gồm có kỹ thuật viên, phóng viên và hai phát thanh viên là ông Tích và bà Nhạn, là 5 người, và lái xe là 5. Và người ta gọi cái chiếc xe như chiếc xe dép lúc đấy là coi như là đội viên thứ 6, cùng đi ra Hiền Lương, sát bờ Hiền Lương để làm một cuộc phát thanh trực tiếp hướng về phía Nam. Và lúc đấy thì ông Tích với bà Nhạn là chú cũng sửa một cái cống để mà đọc, để bảo vệ an toàn. Và cả anh các chị kia là ở trên xe ô tô và các cái bức tường để mà chắn rồi để phát ra. Và chương trình phát thanh đầu tiên là đây là đài truyền thanh Vĩnh Linh. Và báo tin chiến thắng là trong cuộc oanh tạc đấy chúng ta đã bắn rơi 6 máy bay AD-6 của Mỹ. Đồng chí Hồ Sĩ Thản vẫn bình thường, đài truyền thanh Vĩnh Linh vẫn phát được. Và đây chúng tôi đây, tức là Nhạn và Tích, vẫn nói với đồng bào
Và khi đó đồng bào miền phía Nam cầu Hiền Lương là nín thở và lúc đó vỡ òa, và tất cả mọi người reo hò là chúng ta còn sống, Vĩnh Linh còn sống, O Nhạn còn sống, Anh Tích còn sống, Đài Truyền Thanh Vĩnh Linh còn sống. Khi đấy chị Nhạn chị khóc, chị xúc động quá chị khóc, thì anh Hách bảo là các anh các chị nói to nữa đi và nói nhiều lần nữa đi, đồng bào đang rất là vui mừng khi chúng ta đang sống, đã sống. Thế là phát thanh liên tục. Và lúc đấy chị Nhạn là không thể nào là ngồi ở dưới cái cống này được nữa, phải nhảy lên để nói với đồng bào. Bên cạnh cái hệ thống loa 40, cái máy loa 25W ấy, thì có thêm cái loa 180W cho đi lưu động dọc bờ sông. Và lúc đấy bên kia thì chính quyền Sài Gòn cũng tăng cường cái công suất. Và chúng ta quyết định là làm một cái loa cực lớn 500W. Khi mà tiếng loa 500W này mà phát trên mặt sông, dội vào phía trong ở phía Nam, thì như là nước sông ấy, nó cũng phải rung lên thôi. Nó rung, nó sôi lên thôi. Công suất nó mạnh đến như thế. Năm 1959 thì chính thức là đơn vị gọi là đơn vị quân y C-19 của trung đoàn 270 về đóng quân ngay tại cái làng của tôi. Thì người ta mắc cái hệ thống loa 3 chiếc ở trên góc mic già, chĩa ra 3 nơi. Thì bắt đầu từ năm 1959, thì lúc đấy tôi 13 tuổi, bắt đầu nghe được Đài Tiếng Nói Việt Nam và thích vô cùng. Cứ 11 giờ rưỡi thì họ cho phát, mà đặc biệt là 5 giờ chiều. Nhưng mà nghe được cái lúc đấy thì phải nói rằng là cái xúc động nhất là 5 giờ bắt đầu lên cái chương trình Nối Liền Nam Bắc. Cái chương trình phát thanh thời sự dành cho miền Nam, Nối Liền Nam Bắc. Rất là tình cảm. Mà tin tức thì các bạn cũng biết rằng là người dân Việt Linh đó, cái thời đó có một cái đặc điểm văn hóa rất lạ. Mà chỉ có ở đấy mới có. Tức là đứng trên cái cồn cát, trên cái đồi cát với phi lao của bọn tôi, nhìn ra Hiền Lương hơn chục cây số, thấy lá cờ mình to vĩ đại. Từ đấy đã nhìn thấy nó to như chiếc chiếu rồi. Thấy lá cờ Hiền Lương bay như thế này. Và bắt đầu nhạc quốc ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lên. Thì lúc chúng tôi đi học là 6 giờ là chúng ta đã định đứng ở đấy. Và khi nhạc nổi lên thì tất cả những người dân Việt Linh ở vị trí nào cũng hướng về Hiền Lương, nhìn thẳng vào lá cờ để chào cờ. Tức là từ người nhỏ đến cụ già, không có một mệnh lệnh, không có một chỉ thị, không một tuyên truyền, không một cuộc vận động nào hết. Tự nhiên trong đời sống người ta cảm thấy cái đó là thiêng liêng, cái đó là hướng về Đảng. Ngoài tin tức và giọng đọc ra thì có cái bài Tình Trong Lá Thiếp của Phan Huy Điểu. Ui trời, cái bài đấy đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như in cái bài hát đó. Đấy là những cái bài hát mà nó găm vào người, nó gắn vào một cái kỷ niệm. Đấy là cái chương trình này. Và chương trình ấy nghe tôi nói thật, đến bây giờ khi nhớ lại vẫn thấm thía vô cùng. Bà con xúc động lắm. Ra nghe. Binh sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng ra nghe. Nhưng mà với chỉ huy nó sợ quá, nó phải lùa vào hết, nó không cho nghe nữa. Thậm chí là không cho tắm giặt dọc bờ sông nữa. Cái sức mạnh nó ghê quá. Ở đấy có lá cờ tổ quốc, có Bác Hồ, là cực kỳ thiêng liêng. Cái cổng chào đi vào cầu Hiền Lương thì để nhận là Nam Bắc là một nhà, Bắc Nam là ruột thịt. Đây là câu khẩu hiệu nó chạy thành cầu vinh cảnh cung thế này. Cái đó là ai cũng được, từ trẻ con đến người lớn, nó đập vào tình cảm của mình. Nó là một nhà, nó là ruột thịt. Và khi nghe một cái chương trình phát thanh, tôi nói là bây giờ hiếm có cái nơi nào mà cái kiểu nghe phát thanh như chúng ta. Hiếm lắm. Tức là khi loa mà nổi lên, nhất là ngày thứ bảy, thì tôi nói rằng là tất cả dân làng xuống ở dưới góc mít ấy, ngồi như là ngồi đi xem chiều bóng vậy, để nghe. Nhất là nghe những cái dân Việt Linh là rất thích chèo ấy. Nhất là chèo thứ bảy, nghe thích lắm. Ngồi ở dưới nghe nhậm theo, hát theo, rất thích chèo, rất thích quan họ. Và đang nghe nhậm như thế. Và buổi phát thanh vào Nam, thì nghe hát, nghe thơ, trời ơi, chị Châu Loan mà lên mà hò mái nhì mái đẩy, rồi chị Trần Thị Tuyết mà lên mà ngâm thơ, thì thôi rồi. Chị Như Hoa mà lên hát chèo, rồi anh Quốc Hương mà lên hát tiểu đoàn 307. Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị, tận chân trời mây núi có chia đâu.
con chim nó bay từ trong ra ngoài, có việc gì đâu. Trong cái đó lòng người thì bị chia cắt, con người thì bị chia cắt. Một ông đại úy công an đứng bên này thấy vợ đứng giặt ở bên bờ nam đấy mà không dám gọi. Bởi vì gọi vợ ngượng mặt lên thì y rằng nó bắt ngay. Rất là khổ tâm. Đằng đẵng gần 20 năm như thế, cái tình cảm Bắc Nam một nhà mong đợi thống nhất là cực kỳ lớn. Nghe tiếng loa vào, nghe để mà tin, nghe để mà yêu, nghe để mà chiến đấu. Chính Phan Sáu là một trong những người đấy. Bây giờ anh viết lại nhiều hồi ký, tôi đọc lại cái hồi ký của anh thấy rất rõ cái điều đấy. Ví dụ như thế. Hay là các anh ở bờ Nam, sau đó là bơi được sang ra học cấp 3 Bình Linh với tôi. Là khi mà nghe được cái tiếng đó, anh ra sau anh ra muộn, nhưng mà khi gặp nhau ở đấy anh không được học bởi vì anh phải học lại lớp dưới đã. Nhưng mà tôi nghe nói chuyện, tôi bảo nói rất là thích là được nghe cái tiếng loa nó dội vào. Và chính những cái tiếng loa đó nó đã đưa anh vượt sang bên Hải Đà Bắc. Bởi vì cái phát thanh của mình mà nói cái sự thật, và cái chủ đề và cái xuyên suốt của mình là chính nghĩa, là tình cảm Bắc Nam, là Nam Bắc là một nhà, Bắc Nam là ruột thịt, miền Bắc là hậu phương lớn của miền Nam, luôn luôn sát cánh với nhau, và ngọn cờ duy nhất đây là giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Cái đó nó rất rõ, chứ không phải là đứng ra để chửi thế này chửi thế nọ chửi thế kia đâu. Vĩnh Linh chỉ có khoảng 800 cây số vuông thôi, thế nhưng mà hàng triệu cái tấn bom ở đấy. Và tính bình quân là mỗi người dân Việt Linh từ mới đẻ cho đến lúc người già sắp xuống miệng lỗ là một người 7 tấn bom. Bọn tôi là một người được mang nhận 7 tấn bom. 7.000 cân bom đổ xuống một đầu người, sống thế nào được. Nó số 7 nó đánh ác liệt. Nó đánh đến mức tức là khi trong từ Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn cho đến xuống tận Vĩnh Mốc, cả một cái bầu trời đen là chỉ có khói. Chỉ có khói súng và khói đạn. Mà tận ở ngoài Cồn Cỏ, chiến sĩ Cồn Cỏ nhìn vào thấy cái mây đen này, phải viết thư vào cho Vĩnh Linh, bà con ơi sống thế nào. Và đài truyền thanh Vĩnh Linh đã chịu sự hy sinh rất lớn. Ông trưởng đài là anh Trang cũng hy sinh trong đợt đấy, cả con của mình nữa. Rồi các anh các chị nhiều người đã hy sinh trong trận đấy. Nó đánh không còn một cái gì. Thế nhưng mà khắc phục ngay, giống y như năm 1965, tức là luôn luôn là phải khẳng định là một cái mục tiêu và cũng như là một phương thức để tồn tại của đài là không bao giờ trong tình huống nào cũng phải là phát liên tục. Tiếng nói là phải liên tục, đấy là tiếng nói của Vĩnh Linh và tiếng nói Việt Nam phát trên đài quốc gia. Không phát được sóng thì phải tiếp âm để các chương trình của đài tiếng nói Việt Nam phát đi. Cho nên cái cuộc chiến đấu này là một cuộc chiến đấu mà một cái sự hy sinh ghê gớm, chứ không phải là một chuyện hy sinh bình thường. Cho nên đài truyền thanh Vĩnh Linh đã tồn tại như vậy. Tồn tại trong máu lửa, tồn tại trong chiến đấu, trong hy sinh. Bao nhiêu người đã hy sinh về cái điều đó. Tiếng nói không bao giờ ngưng nghỉ và phát liên tục bằng bất kỳ hoàn cảnh nào, đổi cả sự hy sinh. Tôi nói đây là một cống hiến quá lớn, rất lớn của đài truyền thanh Vĩnh Linh. Nó là một cái cánh sóng nối dài của đài tiếng nói Việt Nam. Cho nên khi mà nó đánh trong một trận, không có một cái gì cả, chỉ nghe tiếng khóc. Không có một cái gì cả, chỉ có thông báo là bao nhiêu người chết, bao nhiêu này kia. Rồi gọi nhau là đi là cứu thương, với chi là đi làm chôn cất liệt sĩ. Còn là đau buồn nó bao trùm lên tất cả. Còn khi nghe mà tiếng loa nó trở lại, bởi vì là khi nó đánh mà mất tiếng loa một cái là có như mất cái rất lớn. Cho nên khi ông mà đi, ông làm lại cái hệ thống loa truyền thanh, ông nối được dây, phát được một cái, thì phấn chấn hẳn. Và khi đó cái gì? Người ta nghe tin ngay là tin chiến thắng. Bắn rơi bao nhiêu máy bay, bắt sóng như nào, bao nhiêu đứa bị thương. Là nghe cái tin đấy. Và một cái tin nữa là ở đâu bị bắn, sống chết ra sao. Vì ở đó có người nhà, có người thân, có hạn hò, có bạn bè, có đồng nghiệp, có đồng chí của người ta. Cho nên cái tin mà thắng lợi hay là cái báo tin thiệt hại ở đâu á, nó có tác động rất lớn đến tinh thần của những người đang sống. Nó một cái sợi dây, tôi nói như một cái sợi dây ấy, nó nối liền lại hai bờ Bắc Nam qua cái làn sóng phát thanh. Tôi nói các cái chương trình nối liền Nam Bắc
thời sự vào Nam, thành thị miền Nam, nông thôn miền Nam, phụ nữ miền Nam. Tất cả đều là binh địch vận nói với cái là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nó cứ ào ào đài của đặc khu Bình Ninh, nó làm được một cái nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ đấy, một cái nối liền được cái Nam Bắc về tình cảm, về ý chí chiến đấu, về sự cổ vũ động viên lại nhau. Và chính nó cũng làm cho bà con hai bờ hiểu nhau hơn. Chứ thực sự là hai bên là sống hai chế độ, đâu phải là dễ hiểu nhau. Chứ mà chính là qua đài, người ta hiểu nhau hơn. Và chính nhờ những cái lời nhắn, lời thương ở trên đài đó mà người ta lại tìm lại với nhau trên cuộc sống này. Đây là đài truyền thanh Vĩnh Linh. Nè, tôi bị xúc động vô cùng. Trải qua những trận đánh ác liệt nhất, đài truyền thanh đặc khu Vĩnh Linh vẫn tồn tại như khẳng định một chân lý: Nam Bắc là một nhà, một điều không bao giờ thay đổi.